Xin chào tất cả các bạn, tôi bắt đầu lại Yolo và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với Pokemon Secret Gold Semi-Nuzlocke. Như các bạn cũng đã biết ở video trước thì chúng ta vừa mới đánh bại được Janine là huấn luyện viên trưởng của phòng thể thao hệ độc để có được huy hiệu linh hồn. Và trước đó thì mình cũng đã giải cứu thành phố Future khỏi sự xâm lăng của bọn Cloyster và bọn Shelder. Nhưng mà dù sao thì sau khi video trước kết thúc, mình cũng đã mò đến được thành phố Celeron thông qua cái đường xe đạp. Và trong nguyên cái đoạn đường đó thì mình cũng đã cho Ác Lâm chiến đấu mọi lúc có thể, cũng giống như là cầm EXP share để có thêm kinh nghiệm. Hiện tại thì bây giờ nó đã lên được level 62 và cùng với đó thì mình cũng đã dạy cho nó đòn Surf để thay thế cho đòn Dragon Dance. Có thể là sau này mình cũng sẽ dạy cho nó đòn Draco Meteor luôn, nhưng mà tới đó hẳn hay. Chứ sao thì đây chính là thành viên mới trong đội hình của mình, Chrysalis, đó là một con Scorupi. Con này thì mới đầu mình cũng đã dạy cho nó đòn Excizor như các bạn cũng đã thấy. Và trước đó trong cái phần đang cài thì như mình đã nói, mình đã đi vào cái siêu thị ở thành phố Silent và mua một số TM cần thiết giống như là Earthquake, Excizor hoặc là Avalanche. Thì kế hoạch của mình là như thế này. Lúc đầu mình định dạy cái đòn Earthquake cho Big Mama bởi vì nó có thể học được đòn đó và sức tấn công của nó cũng tạm được. Nhưng mà khi mà mình bắt được con Scorupi ở đây, con Chrysalis này ở đây, thì mình đã khám phá được rằng con này khi mà tiến hóa đưa được thành cấp 2 là Drapion thì nó cũng sẽ học được đòn Earthquake luôn, nhưng tốc độ lẫn công vật lý của nó đều rất là đáng kể, với lại nhìn nó cũng khá là đẹp, không phải đẹp lắm nhưng mà nhìn khá là ngầu, cho nên mình cũng đã quyết định giữ lại. Ngoài ra thì còn hai lý do nữa, đó là nó là hệ độc và hệ bóng tối. Hiện tại thì là độc và côn trùng, nhưng mà sau khi tiến hóa cấp 2 thì nó sẽ đổi hệ. Thì mình sẽ có thể sử dụng hai cái đòn của nó, đó là Cross Poison và Crunch. Thì đồng ý là nếu mình bỏ Big Mama ra khỏi đội hình của mình thì mình cũng sẽ hy sinh cái đòn Drain Punch. Nhưng mà bởi vì mình nghĩ là nếu mà mình gặp cái hệ bóng tối hoặc là hệ thép thì mình vẫn có thể sử dụng cái đòn Earthquake hoặc là cái đòn hệ côn trùng khác giống như là Excizor hoặc là Signal Beam, cho nên là cũng sẽ không có ảnh hưởng mấy. Hai đòn còn lại là Strength và Outrage. Thì cái đòn Strength của Big Mama mình không nghĩ là mình sẽ có cơ hội sử dụng nó trong khoảng thời gian sắp tới, bởi vì đây cũng gần tới cuối game rồi. Và thật sự mình không nghĩ là sẽ còn cái khu vực nào đó có đá để mình đẩy, cho nên giữ lại cũng không có ích gì vì sức sát thương của nó cũng chỉ có 75 thôi. Còn đòn Outrage thì bây giờ mình đã có Ác Long rồi, thì có cả hệ rồng lẫn hệ nước, tốc độ nhanh hơn, công mạnh hơn. Thì mình nghĩ rằng cái việc giữ lại Big Mama có thể là hơi thừa, và vì vậy cho nên mình có thể bỏ nó vào hộp. Trong cái video này thì mình không nghĩ rằng mình sẽ sử dụng Chrysalis bởi vì nó vẫn còn quá yếu, vẫn còn đang cấp 1 và mình vẫn phải tranh thủ những cái cơ hội chiến đấu để trao cho Ác Long để nó có thể lên level 72 hoặc là 71 sớm. Thì có hai lý do cho việc này. Thứ nhất là mình không có muốn phải tập trung để luyện hai con cùng một lúc, mình muốn luyện cho con này xong, sau đó đến khoảng level cao nhất là bao nhiêu đó thì mình mới sẽ bắt đầu bắt tay vào cái việc luyện cho con kia. Thứ hai, mình cần Ác Long mạnh lên sớm là bởi vì hai cái phòng thể thao tiếp theo sau video này, trong video này thì chúng ta sẽ thách đấu với Erica và Sabrina, là hai huấn luyện viên trưởng của phòng thể thao hệ cỏ và hệ Sulin. Còn sau video này thì mình nghĩ mình cũng sẽ tập trung vào hai huấn luyện viên còn lại ở vùng Kanto, đó là Blaine và Gary hoặc là Blue, mình cũng không biết trong cái bản này nó gọi cái thằng đó là gì. Nhưng mà dù sao thì Blaine là huấn luyện viên trưởng của thằng thế hệ lửa, cho nên một con Pokemon có đòn hệ đất đó có thể là Scorupi, có thể là Chrysalis sau này khi mà nó tiến hóa thành Drapion thì mình cũng có thể dạy cho nó đòn Earthquake. Nhưng mà như vậy thì cũng sẽ rất là lâu, cho nên mình cũng sẽ đặt cái niềm tin của mình vào Ác Long với hai đòn nước rất là mạnh của nó là Hydro Pump và Surf. Còn về Blue hoặc là Gary, bây giờ mình sẽ gọi nó là Blue luôn. Blue là huấn luyện viên trưởng của thằng thế hệ đất. Thì mình không có biết là trong cái bản game hack này nó có đổi lại hay không, chứ mình nhớ là trong cái bản game thường thì Blue sẽ có một đống hổ lốn những con Pokemon khác nhau, chứ không phải là chỉ có hệ đất không. Nó sẽ có những con như là Jolteon hoặc là Charizard này nọ, đồng ý là sẽ có những con Pokemon hệ đất á, giống như là Rhydon hoặc là Rhyperior gì đó. Nhưng mà vẫn nói chung là sẽ có rất nhiều hệ, và mình không nghĩ rằng mình có thể đặt niềm tin vào một con duy nhất trong đội hình của mình, dù đó là Morrigan, Ác Long hoặc là Mjolnir hay sao đó. Nói chung là mình sẽ cần hết tất cả những công ngôn của mình, cho nên việc Ác Long có thể lên level sớm cũng có thể có lợi cho mình, bởi vì lúc đó mình có thể tập trung mà luyện cho Chrysalis nhanh hơn. Dù sao thì sau khi mà cái video trước kết thúc, khi mà mình đánh bại được Janine á, thì mình cũng đã định luyện level cho con Ác Long lên thành 71 luôn, để mình có thể tập trung vào bắt những con Pokemon hoang dã khác, hoặc là bắt một con Pokemon có thể học được đòn hệ đất để mình có thể giai đoạn Earthquake và luyện cho nó một cách nhanh chóng hơn. Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại thì bởi vì trong khoảng một vài video gần đây mình cảm thấy rằng cái chuyến hành trình này trở nên quá dễ dàng đi. Đồng ý là mình vẫn gặp những cái chuyện không đáng có, giống như là Illidan bị chết bởi cái đòn counter của một con Slaking nào đó. Ngoài ra là thật ra mình đâu còn chết con nào nữa phải không ta?
Nói chung sao cũng được. Ý của mình ở đây á là mặc dù đội hình của mình đã thay đổi khá là nhiều, nhưng mà mình vẫn có một khoảng thời gian khá là dễ dàng ở cái vùng Kanto này. Thì mình nghĩ đó là do cái khoảng cách level của những con Pokemon trong đội hình của mình với cái mặt bằng chung ở đây là quá xa. Và cái việc mà mình cứ tiếp tục luyện level cho nó lên khoảng 70 hoặc là 71 thì có vẻ là sẽ làm hư cái chuyến hành trình của mình đi. Bởi vậy cho nên sau cái video đó mình cũng đã quyết định rằng từ giờ cho đến khi mình hoàn tất 8 cái vòng thể thao ở đây và thách đấu lại với những huấn luyện viên trưởng ở vùng Kanto lẫn vùng Châu Tô. Theo mình nhớ là mình có thể thách đấu lại với những người này, thì nếu mà được thì tốt, còn không được thì thôi. Sau khi mà mình thách đấu với những người này, nếu được và có được cơ hội để đối mặt với Red là cái thằng trụp cuối trong cái game này, thì từ giờ cho đến cái lúc đó mình sẽ không luyện level cho những con Pokemon trong đội hình của mình, bất cứ con nào, thậm chí là con Chrysalis sau này nữa. Sau này mình có luyện cho nó thì mình cũng để cho nó cầm EXP share và tham dự vào những cái trận đánh linh tinh nào đó, chứ mình sẽ không bày ra cái trò luyện thẳng cho nó đến 71 luôn. Như vậy thì mình nghĩ sẽ công bằng hơn. Thứ hai, nó là như thế này, nghĩa là trước khi mình đối đầu với Red á, mình cũng sẽ đi luyện level cho đội hình của mình tí xíu, bởi vì mình không nghĩ là từ giờ đến cái chỗ đó mình sẽ đủ kinh nghiệm để đối phó với nó. Theo mình nhớ là Red, cái đội hình của Red đó là những con Pokemon con cao nhất hình như là Pikachu hay sao đó, level 88 lận. Cho nên là chắc cũng hơi chua. Bây giờ nếu mà mình đánh bại được Blaine và sau đó là Blue thì mình nghĩ là đội hình của mình cũng có thể lên được level 76 hoặc 77. Đó là lạc quan thôi, chứ mình nghĩ nó cũng chỉ lên được 75 là cùng thôi. Nhưng mà đến cái lúc đó thì chúng ta có thể thách đấu với Tứ Đại Thiên Vương. Và sau khi mà thách đấu xong với sau khi đánh bại được Tứ Đại Thiên Vương á, thì mình nghĩ là đội hình của mình có thể lên được level 81 hoặc 82, thì cái đó lạc quan. Nhưng mà chừng đó thì mình vẫn không nghĩ là mình có thể đối đầu với Red. Cho nên là sau khi mà mình hoàn tất hết mấy cái việc đó thì mình sẽ bỏ ra một chút thời gian để luyện level cho đội hình của mình. Đồng ý là chắc chắn mình sẽ không luyện lên level 90 hay sao đó, bởi vì như vậy thì sẽ rất là dở. Nhưng mà có thể là mình sẽ cân nhắc luyện level cho đội hình của mình lên khoảng level 84 hoặc là 83 tùy tình hình, để có thể có một trận đánh công bằng với Red. Chứ nếu mà nó 88 hoặc là 85 còn mình chỉ có 79, 80 thì sẽ rất là kỳ. Lúc đó thì mình sẽ chết một cách rất là nhảm nhí. À đúng, hồi nãy quên nhắc, thì hồi nãy mình đã có đề cập đến việc rằng chúng ta có thể đấu lại với Tứ Đại Thiên Vương. Thì nếu bạn nào chơi Pokemon thì cũng sẽ biết chúng ta luôn luôn có thể đấu lại với Tứ Đại Thiên Vương bất kỳ lúc nào. Nhưng mà cái ý của mình ở đây không phải là tụi huấn luyện viên, tụi Tứ Đại Thiên Vương cũ, mà là những cái người khác. Người khác ở đây là làm sao? Thì trong cái bản Hard Go và trong cái bản Secret Go này luôn, thì sau khi mà chúng ta đánh bại được 8 huấn luyện viên trưởng ở vùng Kanto thì chúng ta có thể thách đấu lại với Tài Thiện Vương. Nhưng mà lúc mà chúng ta đã có được 8 huy hiệu ở vùng Kanto rồi, thì cái cấp độ của những Pokemon trong đội hình của Tứ Đại Thiên Vương sẽ được gia tăng lên đáng kể. Mình không có biết được đáng kể hay không, theo mình nhớ là khoảng 5 hoặc 10 level. Nhưng mà trong cái bản hát này thì chắc nó cũng gia tăng nhiều hơn chứ hả. Ý của mình ở đây là chúng ta sẽ đối đầu với một phiên bản Tứ Đại Thiên Vương nhanh hơn, mạnh hơn và dơ giấy hơn. Đến bây giờ thì mình vẫn còn cay cú cái chuyện con Dragon của mình chết bởi vì một con Dragonite yếu hơn của Lance. Đồng ý là cái tính cách của con Dragonite của mình là tăng sức tấn công phép thuật và không có đụng chạm gì đến cái chỉ số tốc độ hết. Và có thể là lúc đó thì con Dragonite của Lance là có tính cách nâng tốc độ luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói tiếp thì cũng chỉ có than vãn thôi. Dù sao thì bây giờ chúng ta hãy cùng quay về với video này. Ở phần thể thao Celadon, khi mà đối đầu với Erica thì con Sierra của mình đã một tay đánh bại nguyên cả đội hình của huấn luyện viên trưởng này. Còn tại thành phố Saffron ở đây, mình có gặp đôi chút khó khăn khi mà trong đội hình của mình không có con nào có thể khắc chế hoàn toàn được hệ siêu linh. Thật ra là có con Chrysalis, sau ngày khi mà nó tiến hóa thành Drapion thì hệ bóng tối nó có thể chống lại tất cả mọi đòn của Sabrina. Thứ hai là có đòn Crunch và đòn Excizor, cả hai đòn đều có thể gây được sát thương rất là cao đối với cái hệ này. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa thể tiến hóa, cho nên mình sẽ phải trông cậy vào những con Pokemon khác. Nhưng mà cuối cùng thì với đội hình bá đạo của mình, chúng ta cũng đã đánh bại được cô phù thủy nhỏ và nhận được huy hiệu thứ 6 trong chuyến hành trình này, đó là huy hiệu Đâm Lầy. Bây giờ thì các bạn có thể nhìn cái hình dạng mà so sánh cái huy hiệu linh hồn mình có được ở video trước với huy hiệu nãy đây và thấy được cái sự lố bịch của ông tác giả. Nhưng mà dù sao thì sau chuyến khám phá hai thành phố Celadon cũng như là Saffron thì đây cũng sẽ là kết thúc cho video này của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới bên dưới. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục những video tiếp theo mà đã đạt vô luôn. Xin chào.